Mến chào quý vị khán giả đã cùng đến với bản tin trên kênh Tuệ Tầm Giác Ngộ. Kính chúc quý vị và các cô bác sẽ có thật nhiều sức khỏe và cập nhật được thật nhiều thông tin thú vị trên kênh của chúng tôi. Sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi theo dõi những nội dung cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nội tạng sẽ rất khỏe nếu biết 4 cách thải độc này. Ai làm đều thấy người khỏe lắm. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác thân mến, cơ thể của con người chúng ta giống như một chiếc đồng hồ, nó luôn hoạt động có giờ có giấc. Và các chuyên gia sức khỏe, người ta hay gọi đó là nhịp sinh học hay là đồng hồ sinh học của cơ thể người. Muốn người của mình khỏe mạnh, ít bệnh, cô bác nhất định phải nắm chắc khung giờ hoạt động của các bộ phận quan trọng trong cơ thể mình. Nhất là thời gian chúng thực hiện chức năng giải độc, để đẩy hết độc tố trong người ra bên ngoài. 5 đến 7 giờ sáng, thời gian giải độc của ruột già. Nếu như ruột già không được giải độc và sửa chữa tốt, thì việc tích tụ độc tố ở một mức độ nhất định không chỉ làm cho mụn nọt nổi lên nhiều trên da của ta, mà còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Do đó, mỗi người chúng ta phải cố gắng đi đại tiện đều đặn càng tốt. Bởi vì càng để lâu về sau, càng có nhiều độc tố tích tụ vào. Nếu chẳng may bị táo bón, chúng ta cần phải ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, hô, chẳng hạn như là bột yến mạch, bánh mì nguyên chất, hay là cô bác có thể kết hợp với thói quen xoa bóp kinh tuyến ruột già. Nó có tác dụng rất tốt trong việc đại tiện, duy trì sự hoạt động trơn tru trong ruột già. Về cách thực hiện thở và xoa bụng, cô bác có thể làm như sau. Đầu tiên, cô bác phải nằm ngửa, tĩnh tâm ra, duỗi mềm các cơ, từ từ thoát bụng để thở ra, đẩy nhẹ nhàng không khí qua mũi hoặc là qua miệng. Khi bụng đã thoát hết mức, cô bác hãy ngừng thở trong giây lát, sau đó từ từ phình bụng hít vào. Cứ thở luân phiên như vậy từ 3 đến 5 phút. Tiếp đó, cô bác dùng hai bàn tay đặt chồng lên nhau, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ với một lực ép vừa phải, khoảng chừng 50 vòng. Hai động tác này có tác dụng xoa bóp dạ dày và ruột gián tiếp thông qua da, kích thích và điều hòa nhu động ruột, giúp cho quá trình bài tiết chất thải trong ruột một cách dễ dàng. 7 đến 9 giờ sáng, thời gian giải độc của dạ dày. Thưa quý cô bác thân mến, dạ dày là một cơ quan tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể con người. Nó có thể có chức năng lưu trữ, vận chuyển, tiêu hóa thức ăn. Do đó cô bác có thể tập thở bụng vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe cho dạ dày. Kiên trì thực hiện kỹ thuật này mỗi một ngày có thể thúc đẩy lưu thông máu trong dạ dày, cải thiện sự trao đổi chất, tăng cường chức năng tiêu hóa trong dạ dày. Bản chất kiểu thở bụng là hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Đầu tiên, cô bác ngồi ở tư thế thoải mái hoặc là nằm nghiêng trên thẳng trên sàn, giường hay là một bề mặt phẳng thoải mái khác. Sau đó cô bác thả lỏng một vai. Sau đó cô bác thả lỏng hai vai, đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng. Tiếp đến, hít vào bằng mũi trong khoảng 2 giây. Lúc này sẽ cảm nhận được không khí di chuyển qua lỗ mũi vào trong đến bụng, làm cho dạ dày tự động nở ra. Trong kiểu thở này, chúng ta hãy đảm bảo rằng dạ dày đang hướng ra ngoài, trong khi ngực tương đối tĩnh. Cô bác đồng thời mím môi giống như sắp uống nước bằng ống hút, rồi thì ấn nhẹ vào bụng và thở ra từ từ trong khoảng 2 giây. Cứ lặp lại các bước này nhiều lần để có kết quả tốt nhất. Ngoài việc luyện tập thì thực phẩm dành cho bữa sáng cần phải phong phú. Tốt nhất là phải ăn một số thực phẩm có tác dụng nuôi dưỡng dạ dày, chẳng hạn như đậu phộng, quả óc chó, táo, cà rốt, vân vân. Bên cạnh đó, chúng ta có thể uống một chút ít trà đen, nước mật ong cũng rất tốt cho dạ dày. Không quên giữ một tâm trạng tốt, bởi vì cảm xúc mà xấu như là căng thẳng, lo lắng
cũng có thể gây ra kích ứng cho dạ dày. Từ 13 đến 17 giờ, thời gian giải độc của ruột non và bàng quang. Ruột non hoạt động, gửi nước đến bàng quang và chất thải đến ruột già. Chất dinh dưỡng tinh túy nhất sẽ cung cấp cho lá lách. Khi cơ thể của con người không uống đủ nước thì khả năng nhu động của ruột non sẽ bị giảm đi và sự phân loại này sẽ không tối ưu. Trong thời gian này, cô bác có thể thực hiện một số bài tập yoga đơn giản có thể kích thích tuyến ruột non và làm cho ruột non vận động tốt hơn. Cô bác có thể uống nhiều nước, đẩy nhanh quá trình giải độc cho bàng quang. Có một bài tập yoga giúp giải độc và trẻ hóa cho đường ruột, thư giãn tâm trí, giúp cho dạ dày hoạt động tối ưu, từ đó đảm bảo hệ tiêu hóa vận hành tốt, mà kênh của chúng tôi hôm nay muốn giới thiệu cho cô bác, đó chính là tư thế kim cương. Cô bác bắt đầu bằng cách quỳ trên sàn sao cho xương chậu nằm trên gót chân. Giữ gót chân gần nhau bằng cách kéo sát đầu gối và mắt cá chân lại. Sau đó hướng bàn chân thẳng hàng với nhau. Sau đó cô bác đặt lòng bàn tay của mình lên đầu gối và hạ trên đùi, hoặc điều chỉnh xương chậu hơi lùi về trước cho đến khi cơ thể của mình cảm thấy thoải mái là được. Cô bác nhớ thở ra khi ngồi trên chân của mình. Đây là một động tác cô bác có thể thực hiện ngay sau khi ăn xong. Ngoài ra, cũng có thể thực hành bất kỳ nơi nào, lúc nào, ngay cả khi ngồi ăn cũng được. Nếu cô bác ngồi ăn dưới sàn, thời gian bao lâu còn tùy theo cô bác. Cứ giữ tư thế này cho đến khi mỏi hoặc muốn nghỉ thì thôi. Từ 17 đến 19 giờ, thời gian thải độc của thận. Khi thận có độc tố tích tụ thì chủ yếu biểu hiện ở dấu hiệu phù mặt hoặc trong cơ thể, đồng thời gia tăng sự mệt mỏi. Khung giờ này là thời gian tốt nhất để cô bác tập thể dục trong ngày. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ giải độc cho thận. Chạy bộ hay là đi bộ nhanh là hai phương pháp tập luyện thể dục được khuyến khích. Ngoài ra, vặn vẹo cơ thể để tác động lực lên vùng lưng eo cũng là một bài tập tốt, có thể kích thích thận và đóng vai trò như là massage. Đối với việc chạy bộ và đi bộ nhanh, cô bác cần phải lưu ý nên khởi động kỹ càng trước khi tập luyện. Có thể thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng như là xoay cổ tay, xoay cổ chân, bật cao tại chỗ hay là chạy nâng cao đùi tại chỗ, vặn mình gập bụng. Thời gian khởi động nên từ khoảng 5 đến 7 phút để có thể bắt nhịp với việc chạy bộ hay đi bộ nhanh sau đó. Cô bác cũng phải chú ý, cường độ tập luyện sẽ phụ thuộc vào mục tiêu, điều kiện, thể chất của từng cá nhân. Đừng có cố quá khi chỉ mới bắt đầu chạy bộ hay đi bộ nhanh. Về chế độ ăn uống thì có thể ăn mộc nhĩ đen và tảo bẹ hay là rong biển cho bữa tối. Nó không chỉ làm săn chắc cho thận mà còn mang lại tác dụng giải độc tối ưu. Cải thiện trí nhớ không cần dùng đến thuốc. 4 thực phẩm bổ não có nhiều ở Việt Nam. Nếu như thường xuyên cảm thấy bản thân mình gặp phải tình trạng giảm trí nhớ là dấu hiệu cho thấy bộ não của chúng ta đang cần tiếp thêm năng lượng và dinh dưỡng. Để củng cố trí nhớ và bảo vệ não bộ của mình, cô bác nên thường xuyên ăn thêm 5 loại thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày. Thứ nhất, cá mòi. Loại thực phẩm được ưa chuộng tại châu Âu và Mỹ này có rất nhiều omega 3. Chất này đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc tế bào thần kinh và là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sức bền của các màng tế bào này. Không chỉ vậy, cá mòi có nhiều kẽm, là một nguyên tố vi lượng được đánh giá tốt cho não bộ và có tác dụng nâng cao trí nhớ. Ngày nay cá mòi được đóng hộp xuất khẩu và xuất hiện nhiều ở thị trường trên khắp thế giới. Cá mòi tươi có thể chế biến bằng phương pháp nướng hay là hun khói. Thứ hai, câu kỳ thử. Không chỉ có khả năng tuyệt vời chống lại oxy hóa, câu kỳ thử còn có công dụng điều trị chứng viêm ở mức độ nhẹ. Theo Trung y, câu kỳ thử có vị ngọt, tính bình, sở hữu công dụng dưỡng gan, sáng mắt, ích tình, chủ trị các chứng nóng trong, phong hàn, sinh tinh huyết, điều trị cơ thể hư nhược, mạnh gân cốt và bổ não.
Loại dược liệu này còn được y học hiện đại đánh giá là có tác dụng tốt với những đối tượng suy giảm về trí nhớ. Các chuyên gia y tế kiến nghị rằng, không chỉ riêng câu kỷ tử mà nhiều loại quả mọng như là dâu tây, việt quất cũng có tác dụng tích cực trong việc cải thiện về trí nhớ. Thứ ba là óc lợn. Công dụng bổ não của óc lợn bắt nguồn từ quan niệm dĩ tạng bổ tạng, có nghĩa là lấy tạng bổ tạng của Trung Y. Theo đó, não của lợn có vị ngọt, tính bình, sở hữu công năng ích thận, bổ não, bổ cốt tủy, chủ trị chứng suy nhược thần kinh, hay quên, hoa mắt chóng mặt. Óc lợn thường được chế biến bằng phương pháp hấp cách thủy thông thường. Người dùng có thể thêm một số dược liệu bổ như là câu kỷ tử, hoài sơn để tăng cường công năng bổ não. Cần phải lưu ý rằng thực phẩm này có chứa nhiều cholesterol, cho nên người bị rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch nên hạn chế dùng. 4. Các loại đậu. Đường glucose là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho các hoạt động của não bộ. Vì thế cô bác chú ý sử dụng các thực phẩm giàu glucose. Cùng với đó là kiểm soát lượng đường trong máu ở mức ổn định. Đậu trắng là loại thực phẩm giúp cho chúng ta đáp ứng cả hai yêu cầu trên. Không chỉ riêng với loại đậu này, mà những loại đậu khác đều sở hữu công dụng tương tự với não bộ. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên đã giúp cho cô bác hiểu thêm về những thói quen tốt, nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng, dễ tìm, dễ chế biến để duy trì sức khỏe tráng kiện, minh mẫn, kéo dài tuổi thọ. Cảm ơn cô bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu cô bác thấy video này hay, đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.